trên nhiều tuyến đường nông thôn đã không ngần ngại cho rằng họ ngại nhất là những con chó xuất hiện bất ngờ. Nó cắn rồi nó gây cái hậu quả thương tích cho người cũng như là việc chết người, thì đây là vấn đề mà tôi thấy hết sức là lo lắng. Tôi thấy vậy nó cũng nguy hiểm. Một là ví dụ như mình chạy xe đó, rồi đây mình chạy cái bị tam giao thì nó sẽ gặp ra tai nạn. Rồi cái thứ hai nữa thì nó cắn con em rồi nó va chạm rồi còn phải phiền phức tới hàng xóm. Đây là một trong những nạn nhân bị tai nạn giao thông từ chó thả rông ngoài đường. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên đường đến khu công nghiệp Hòa Phú để làm việc thì bất ngờ một con chó chạy ra làm chị bị té gãy tay. Coi như là trên địa bàn xã thì cũng có nhiều người dân phản ánh về mà chó của những hộ dân thả lan hoặc đi ở ngoài đường. Thì chỗ ban chỉ đạo xã cũng như đơn vị công an xã đó là thực hiện tuyên truyền vận động cho bà con là để có cách mà để quản lý chó trong cái nhà để đảm bảo cho cái người đi đường. Pháp luật đã có những chế tài xử phạt đối với những vi phạm về việc chủ nuôi thả gia súc, vật nuôi không quản lý, lấn chiếm lòng đường. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, tình trạng chủ nuôi để chó thả rông vẫn phổ biến, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và cả tính mạng của người đi đường.